xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang thang đường phố. Thì hôm nay là ngày cuối tuần rồi, ngày chủ nhật rồi. Chúc uh, tất cả cô chú anh chị uh, một ngày uh, cuối tuần thật là vui vẻ nha. Thì uh, như cô chú anh chị đã biết rồi, ngày hôm qua em có làm một cái clip nói về uh, bé Tám vlog. <laughs> trời nó lên nó chửi em quá trời luôn mọi người. <laughs> nhỏ đây mỏi nhọn thiệt, <laughs> em mỏ nhọn nó nhỏ nó nhọn hơn em đó. Em chửi quá, chửi luôn, thôi kệ để, để nói em sẽ đáp trả trong cái video tiếp theo Còn video ngày hôm nay thì em sẽ nói về bé ve à, Khán giả có viết quá trời cái bài viết về bé ve luôn rồi Thì em sẽ chia sẻ về bé ve nha Bé ve cô chú anh chị nhớ chia sẻ video này Cũng như là bấm like nhiệt tình vô để tới tay được bé ve nha Đó, đề sức cho bé ve, bé ve xem à, Bé ve có quê, có nhục không không Chứ tôi thấy sau khi mà em đọc cái bài viết này Em thấy nhục dùm bé ve quá à cô chú anh chị <laughs> nhục nhục luôn chủ nhật bóc phốt bé ve đầu chơi nghe cô chú anh chị còn những cái uh, như là bộ ba tâm sơn như là bé trang hay là uh, thám tử đó hay là tám vlog gì đó em sẽ để trong video sau nha video này dành cho bé ve đi à, lâu quá con không nói gì bé về ve về về. <laughs> rồi vô, vô, câu chuyện nha cô chú anh chị sáng chủ nhật bóc phốt con HV cả đời sống ngay thẳng không biết không biết diễn là gì Trước khi cậu mất HB là ca sĩ hơn 10 năm Nhưng không lên được mặt bàn Tôi điểm lại xem HB đã có gì Sau khi cậu mất Và trước khi Hồng Loan vạch mặt Vào ngày 20 tháng 5 Hào quang rực rỡ hai tháng của Phượng à, Thì cái ngày dịch mặt là, bây giờ là Ngày 20 tháng 5 nha cô chú chị Thì mới đây là thôi là cũng đã gần 1 uh, năm rồi Gần 1 năm rồi cô chú chị Nắm quyền sử dụng hình ảnh của cậu Người ta đã cầu xin rồi HV không đồng ý Thì thôi còn bóc phốt thể hiện sự quyền quy Dập người ta luôn Chủ kênh này sai Và bị chửi rất nhiều trong bài viết đó Mày với con Nga Hô Chia nhau ra sử dụng hình ảnh của cha người ta kiếm tiền Rồi chia đồng cho Hờ Hồng Loan nuôi năm đứa con không à, Cái này là không có chia nha cô chú anh chị À, sử dụng cái hình ảnh của chú Vũ Linh nhưng sao chia được bé dê ở nhà nó còn dành nữa mẹ con nó còn dành nữa sao chia <laughs> đâu có chia đâu cũng vấn đề bản quyền bài hát tiếc thương Vũ Linh à, có đưa cho HV hát nhưng HV à, đăng lên YouTube kiếm tiền hay đi biểu diễn thì phải nói cho chú Vũ Linh chứ mày rất quyết liệt về vấn đề bản quyền sao mà qua mặt được Hồng Loan Rồi khán giả họ lại so sánh mắt bài này của ai Đến chú Linh Tâm hát còn phải đăng trên kênh của chú Vũ Linh làm giám đốc công ty mỹ phẩm, mua xe hơi, sắp làm giám đốc công ty rồi thì phải có xe hơi cho nó hết. Cậu hứa mua xe cho mình rồi nên mình dùng tiền phúng điếu mua xe cậu không trách được mua xe luôn ta <laughs> cái này chưa xác thực được à. <laughs> trước khi cậu mất nghèo mạc riệp được lì xì 500 k nhảy như khỉ tiền đâu mà thành lập công ty rồi mua xe ti mua xe hơi chưa có bằng chứng xác thực nhưng mua ít h cho chồng thì chuẩn còn hơn trăm triệu chứ ít gì gia yeah, quăng luôn chiếc honda à, quay chiếm chỗ ở lại nhà cậu luôn à, sau khi mà mua được chiếc xe gọi là ít h cho chồng thì à, à, bé ve gọi là bỏ luôn chiếc xe gọi là xe quay à, quay 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 pha gì đó à, ở nhà cậu năm luôn đó chứ bây giờ lấy về để, để nó chặt chỗ à, em giờ em có ít h có xe hơi rồi em chạy chứ mắc cái gì mà em phải chạy ve ở chạy uh, chạy quay nữa đúng không à, <laughs> rõ ràng sau khi bị dịch mặt phượng trở lại nguyên hình là một con cần cần ăn xác Nói người ta một tập đoàn giả dối thì sẽ bị quả báo mà tôi thấy ai bên Hồng Loan thì càng ngày càng phát triển bên ve toàn ăn cái gì không à Đúng là quả báo à, Một cái bài viết cũng khá là hay khi mà nói về bé ve Đó của chúng chị thấy rồi đó Những cái vấn đề mà trước đây à, Từ cái vấn đề mà mua xe đó thì nó lòi ra rất là nhiều chuyện của chúng chị Nên bé ve là đâu có dám gọi là uh, sao kê đâu Không sao kê nó lội ra làm sao hả ra từ lưu hồng dưa anh chồng <laughs> mệt với về liền với về không dám sao kê đó với về hát bài rồi tôi không sao kê rồi à, tiếp theo nè cô anh chị cậu thương con lắm nhà thì con gái cậu ở con thương cậu thì theo lên hoa viên nghe phượng nghĩ sao mà mẹ nó nuốt năm căn nhà một ngàn lượng vàng một căn nhà từ đường lừa anh mình ký giấy để sửa chữa nhà <laughs> ai ngờ là cầm cố đến ngân hàng đến nỗi ngân hàng phải đến siết nợ <laughs> đâu phải lúc nào cậu nó cũng đi hát được vì sức khỏe 40 40 năm rồi còn gì nữa đâu người ta nghệ sĩ chỉ thăng hoa một lúc nào đó còn anh đã làm cả đời bị báo gì hai đứa em có nghề mà không chịu giữ lấy nghề ngay từ đầu anh đã dìu dắt cho nó theo nhưng nó ỷ lại người ta dập đá người ta đập người ta đập đá thì nó mê đỏ đen hát ở sân khấu nào là anh bị dí tới đó biểu sao không trả nợ làm như vậy là quá ác với anh mình rồi đến cuối đời còn căn nhà mà không chịu buông tha cho con của anh mở miệng ra là nói câu tài sản này là của anh ruột của cô sáu và chú bảy thật là tham lam và độc ác nên bị người đời quyền rủa con gái thì bị tẩy chay trong khi đó giọng hát của nó nói chung là được Khá nhiều người ủng hộ nên nó đừng tham, lam Tiền thì ai không cần nhưng đồng tiền đó là phải sạch Ở bên cây cao bóng cả mà không biết nhìn vào đó để sôi Hào quang của cậu nhiều người mơ ước được làm cháu của chú Vũ Linh Như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Tiền thì cũng sẽ hết Nhưng tiếng xấu mãi lưu danh đến muôn đời có đức thì mặc sức mà hưởng đó là hồng lon Vì công đức của ba em quá lớn Nên bây giờ con gái mới được như vậy đó Làm ăn ngày càng phát triển xô thì cứ chạy liên tục Ve tức quá phải làm sao Nhớ nghề thì tự quay clip rồi đăng lên rồi tự xem Nghiệp đến thì phải đón nhận thôi Ve à đó, Một cái bài viết chia sẻ về cái uh, uh, bé ve <laughs> Mình thấy hai cái bài này chia sẻ khá là hay nha cô chú chị hai bà này chia sẻ quá là đúng luôn đúng rồi ve được làm cháu của chú vũ linh đó nhưng mà bé ve không biết hưởng rồi chú anh chị đó không lại đi tham lam à, biết hưởng chứ hưởng quá đòi hỏi quá lại đi tham lam dành ăn đó không với con gái của người ta thì cuối cùng là sau của chú anh chị bị quả báo luôn bị quả báo nha của chú anh chị rõ ràng tới bây giờ đó là nhớ nghề quá đâu có xô nào đâu đi hát nhìn qua hồng lon đó thấy hồng lon đi hát là hôm nay hát ở đây mai hát ở kia hát hoài luôn đó còn nhìn qua bé ve thì rõ ràng đó chúng ta thấy là thất nghiệp rồi à, ca sĩ bị thất nghiệp rồi giống như cái luật sư của bộ tâm sơn đó bị thất nghiệp cái này ca sĩ thất nghiệp nha cô chú anh chị đó là không có đi hát được nhớ nghề quá biết làm gì giờ quay đăng tự đăng lên youtube tự xem luôn chứ có ai đâu mà xem <laughs> không có ai xem đó sống sao mà tẩy trả trên cái giọng hát thì nó ok đó hát được đó nói chung là bé dê hát được đó cô chú anh chị mình phải nói công tâm cái này mình phải nói công tâm rồi bé dê hát là chắc chắn là sẽ hay hơn Hồng loan rồi cái điều này ai thương ghét bé da gì đều phải công nhận cái chỗ này đúng không bởi vì bé da có qua trường lớp đó có được chú năm có được có được chú năm đào tạo đó cái giọng hát nó sẽ chắc chắn là nó sẽ ổn hơn hồng loan rất là nhiều nhưng mà hiện tại thì cái giọng hát họ ổn á thì thì nó ổn rồi đó nhưng mà cái tính cách cái đạo đức con người không có thì 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 cũng vứt ra giọng hát hay nhưng mà tính cách đạo đức con người không có thì thì cũng bỏ thôi khán giả bây giờ họ nghe cũng không phải cần là hay họ mới nghe đâu họ hay nghe họ nhìn vào đó họ coi con người đó sống như thế nào họ ủng hộ thôi chứ không phải là hát hay là được ủng hộ đâu của chúng chị giờ không có đâu hát hay mà mà, mà con người gọi là tham lam ích kỷ đó giành giật tài sản với con gái người ta thì ai đâu mà ủng hộ nó cái điều này ai cũng biết mà đó nên là bé che là bây giờ là thất nghiệp rồi đó nhìn sang à, hồng loan đi Hồng Loan đi tới đâu có biết bao nhiêu người dây quanh tới đó đó Biết bao nhiêu người chào đón tới đó Trong đó cũng có thương có ghét Diễn bình thường thôi Ai sống trên đời này sao mà làm vừa lòng là hết tất cả mọi người được Nhưng mà cái thành phần ghét đó, nó rất là ít nha Thành phần thương rất là nhiều Những người cô chú anh chị thương chị Loan rất là nhiều nha Đó thì sắp tới đây người ta đi diễn ba bốn show một lượt kìa Đó ba bốn show một lượt kìa Đó nhìn vào đó Mi rồi nè Tám 8 Vlog nè Đó người yêu của em đó 8 Vlog nha Rồi à, bé ve đó nhìn vào đó ghen tức lắm Tức lắm tại sao nó hát không hay Báo chí dập như vậy mà tại sao nó vẫn đi hát được đó, Tức dữ lắm cô chú anh chị Nhưng mà làm gì giờ đó, Khán giả người ta yêu thích đó Thì thì có show thôi Cái chuyện này đơn giản trong cái cuộc sống mình mà Thì ngày hôm qua thì uh, Mấy anh em nhà của của, của, của uh, Chị Lon đó cũng đã lên mộ chú Vũ Linh đó anh em trên đó quay quá trời luôn ngày hôm qua đó cô chú anh chị đó lên hoa viên rồi thăm lại mộ của chú nó liên tục là hình như một tháng lên đâu mấy lần của chúng chị tháng lên đâu mấy lần trên đó thì chị Long cũng có thuê người gọi là dọn dẹp cái 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 mộ của chú la như cũng như là lau mộ hàng ngày à, đó để gọi là những cái người khách gọi là thập phương từ xa đến người ta gọi là thăm chú thì sẽ thấy nó gọn gàng sạch sẽ đó cái điều này thì quá tốt luôn chú chị đó chứ không phải là như bé dê đâu cái tối ngày nói kìa, tôi là cháu của chú Vũ Linh mang danh cháu chú Vũ Linh mà đi làm những cái điều đó, không đó mẹ thì gọi là chê, nuốt hết mấy nuốt cả ngàn lượng vàng đó, dành mất hết mấy căn nhà nữa đó bây giờ khi mà chú mất rồi còn căn nhà cuối cùng để cho con người ta ở vô cũng dành nữa trời ơi, bà sáu ơi bà sáu bà sáu ghét thiệt chứ tôi thấy bà dở lắm bà sáu ơi bà sáu ơi bà sáu bỏ đi bỏ đi để cho hồng loan gọi là có cái nhà ở bà sáu ơi nhà của người ta bà cũng vô bà dành nữa bà sáu ừ? trong khi đó bà không có góp được cái viên gạch nào vô đó chứ không phải bà như bà bỏ 10 ngàn 20 ngàn ra bà mua vài cục gạch bà, bà xây vô căn nhà đó thì bà dành cũng đúng dành cũng có có cái đi dành còn này bà không có bỏ được ngàn nào chứ bà còn lại đi gọi là là, là, là báo chú vũ linh nữa mà bây giờ chú mất rồi bà chạy lên bà dành nhà bà sống vậy bà coi được không bà sáu ơi mẹ con mà đúng là mẹ nào con nấy thiệt cái này người ta nói không sai của chú chị mẹ nào con nấy rồi nay chủ nhật dành cho mẹ con bài sáu một clip chứ một tần chắc dành cho mẹ con bài sáu một clip thôi còn nhiều để uh, thời gian còn lại để đem để, để dành cho cái bọn uh, tam sơn cũng như là những cái uh, đứa gọi là mỏ nhọn uh, ở nước ngoài đó chỗ mỏ về giống như con tám nè con tám uh, vlog ha, được chị xuân gọi là ủng hộ á, lên Rồi là năng nổ nhiệt tình quá ha nhiệt tình của he tám ơi clip sau mình sẽ cho bé tám nữa nha cô Chính Trị chị bé tám hôm qua chửi em quá trời luôn mới lên có nói con clip à nói cái mỏ bé tám như con ốc sơn như con ốc ma mà <laughs> gọi là bò ngoài bãi gác vậy lên chửi em quá trời luôn cô Chính anh chị em nói đâu có sai đâu nói không gì sai cho mà lên chửi em trời ơi tám kỳ được tám ơi tại <laughs> cho anh đi tám ơi đừng chửi anh nghe tám để anh chửi em thôi <laughs> <laughs> đến chữa em thôi chứ đừng chữa anh người ta nói cái mỏ em sao ở trên sao dưới vậy tôi không biết là có hay không nè tám có không tám <laughs> có không tám rồi người ta nói trên sao dưới vậy tôi nghi lắm nghi cái mỏ có tám quá à. đó thì uh, video ngày hôm nay mình dành cho mẹ con bé ve nha cô chính chị uh, và uh, video tiếp theo thì mình sẽ dành cho bộ ba tâm sơn mình sẽ chăm sóc kỹ hơn đó, cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh rồi nha ủng hộ rồi lên đó, Nhớ bấm like, chia sẻ video rồi nha Cô chú anh chị Đó, chứ xe mà không bấm like à, gọi là không chia sẻ thì nó hơi buồn Đó, cô chú anh chị nhớ chia sẻ rồi đi Đó Để em, à, video tiếp theo thì em sẽ dành cho Tám à, cũng như là Tam Sơn Bộ Tam Sơn này thì không thể tha được rồi Tam Sơn này nó à, bắt đầu gọi là nó chiến với à, ra mặt, gọi là chiến với chị Lon luôn rồi cô chú anh chị Chứ nó không còn mà lúc ẩn, lúc hẹn nữa bây giờ là nó ra mặt luôn rồi cái bọn mà thám tử đó, thám tử hoa hồng Rồi <laughs> thám tử cao, rồi thám tử không à Tụi nó ngồi ở nhà mà tụi nó làm thám tử không, ghê thiệt tụi Nó là biệt danh yêu thích của tụi nó Biệt danh thì biệt danh, biệt danh đó là mày cũng phải có cái gì liên quan đến cái đó Mới gọi là biệt danh được, đúng không? Biệt danh là thám tử hoa hồng Không lẽ mày đẹp như hoa hồng sao con Trang? Trang này không có rồi, Trang nhìn thấy gốm chứ mẹ <laughs> Đẹp chỗ nào đâu cô chú chị Nhìn thấy ghê <laughs> nha yeah. rồi uh, cái này là khen bé trang chứ không chơi bé trang nha rồi video sau mình sẽ gọi là uh, lên tinh thần mình bay một cái uh, tâm sơn cũng như là mấy đứa uh, ở nước ngoài như cô chính chị nhớ đón xem nha rồi bây giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại cô chính chị trong video tiếp theo